Video ngày hôm nay là một video về một ngày không thể bình thường hơn của một sinh viên năm 3 như mình. Thì hôm nay mình có tiết từ 4 đến 6 ấy, tức là sẽ bắt đầu từ 9 giờ 50. Nên là bây giờ là 8 giờ 20 và hôm nay thì mẹ mình có việc đi xuống Hà Nội ấy, nên là mẹ mình đã mang đồ cho mình, thì bây giờ bọn mình cùng khui ra xem là mẹ mình có gửi gì cho mình nhá. Một cái thùng rất là to luôn. Kiểu là cái hôm từ Tết, kiểu từ Tuyên Quang về Hà Nội ấy, từ quê lên ấy, thì mình chưa có mang đủ đồ ăn ấy, tại vì là hôm đấy thì mình đi nhiều đồ quá, quần áo các thứ. Thì hôm nay mẹ mình có gửi thêm. Thì đầu tiên bọn mình sẽ thấy là có một túi rau ở đây này, một túi rau rau cải, một cái súp lơ này, với cả một túi trứng vịt lộn. Bởi vì là mình hay để này trong tủ, là kiểu khi nào mình đi học tối ý, ở bên Phở Tu về thường khoảng tầm 8 rưỡi 9 giờ ấy, thì mình sẽ ăn và kiểu như cho đỡ đói ý. Hai gói xúc xích mình có dặn mẹ mình mua, hai hộp nem chua, cái nem chua này rán nên ăn rất là ngon luôn, một cây bắp cải to đùng. Chắc là bắp cải này là mẹ mình có nhờ anh mình hái ở trong đơn vị, anh mình thì là bộ đội ấy, nên là có kiểu trồng rau trong đơn vị và có rau sạch thì thường là mang ra cho nhà mình với cả gửi cho mình. Một túi mì tôm, một chai tương ớt. Ôi mình vừa đúng hết tương ớt luôn đi. Và một cách nào đó, một túi xúc xích ăn liền, bởi vì cái này mình hay kiểu phải ăn sáng ấy. Có những hôm mình học từ tiết 1 đến tiết 3 thì mình phải ăn sáng cái này xong ngồi cho nó tiện ấy, cho nhanh, chứ mình không dậy sớm mình nấu đồ ăn sáng được ấy. Một túi cam, một túi xoài, một túi khoai tây chăng, đúng không, và 4 gói mì tôm, 5 gói mì tôm nữa, toàn là những thứ mình rất rất cần thôi. Một like cho mẹ. Đây là tất cả đồ ăn mà mẹ mình đã gửi cho mình, hơi nhiều túi ni lông một chút nhưng mà mình sẽ tận dụng nó để đựng những thứ khác, ví dụ như rác các thứ. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ xếp đống đồ này vào tủ lạnh, xong ngồi đi đánh răng rửa mặt và ăn sáng nhá. Sẵn tiện là mẹ mình có gửi trứng vịt lộn nên là mình sẽ luộc 2 quả để ăn sáng. Bình thường cái hồi nhỏ ấy thì mình khá là thích ăn trứng vịt lộn, bởi vì mình thấy cái vị bùi bùi của nó ấy. Và hồi nhỏ thì mình hơi kiểu kiểu hơi khó ăn một tí ấy. Mình thường chỉ ăn được cái lòng đỏ trứng thôi, còn lòng trắng thì mình không ăn được. Và bây giờ lớn lên thì mình gần như ăn được tất rồi. Và một bữa thì người ta cũng chỉ khuyến cáo là nên ăn nhiều nhất là 2 quả thôi, bởi vì là trong trứng vịt lộn này thực sự là có rất là nhiều dinh dưỡng ấy. Thì bây giờ mình sẽ cho vào cái nồi này. Xong sau đó thì rửa qua một chút và luộc lên nhé. Hôm nay thì mình sẽ chỉ có một môn duy nhất thôi theo thời khóa biểu của mình đây. Thì mình sẽ có một môn tiếng Hán cổ đại vào thứ tư ở phòng B3 305 này. Và nói chung là đây là cái thời khóa biểu của mình ý, bởi vì là mình thường hay ghi tất cả những cái môn học của mình ra đây, thì nó sẽ có tên môn học này, thời gian từ tiết 1 đến tiết 3 hoặc tiết 4 đến tiết 6, với cả là cái địa điểm học tập, bởi vì bọn mình thì không có học ở một môn, ở một phòng cố định ý, nên là việc ghi ra này sẽ dễ, mình kiểu mỗi sáng mình sẽ tiện theo dõi hơn. Nói chung là ra bàn học nhìn thấy và biết là mình học ở chỗ nào ý. Thì hôm nay cái môn tiếng Hán cổ đại này thì thầy mình bình thường có dùng một cái phần mềm gọi là Microsoft Teams, thì dùng cái phần mềm đó để đăng tải những cái tài liệu bắt buộc của môn học, PPT, nội dung bài học, rồi những cái thứ gì mà bọn mình cần phải chuẩn bị ấy, rồi bài tập các thứ thì bọn mình thường theo dõi trên đấy. Nên là hôm nay thì mình sẽ chỉ mang một cái Mac của mình để mình dùng để xem PPT với cả
gõ ra Word ở trên Drive ấy. Bởi vì thực ra thì mình dạo gần đây, à cũng không hẳn là dạo gần đây, những năm gần đây thì mình sẽ cố gắng chuyển đổi số, tức là học tập theo cách là mình sẽ ghi mọi thứ ở trên Drive hoặc là cái iPad của mình, để làm sao mà mình tiện theo dõi nhất, chứ mình không phải lỉnh kỉnh là mỗi môn một cái quyển vở này kia ấy. Và bên cạnh đó thì bọn mình cái môn này còn có một cái quyển giáo trình gọi là giáo trình tiếng Hán của Đại nữa. Thì hôm nay mình sẽ chỉ mang hai cái này đi thôi. Thì đây là cái cặp của mình. Bây giờ mình sẽ đựng cái MacBook vô trong này. Kèm với cái MacBook này thì nó sẽ có một con chuột. Không phải là đi kèm mà tức là mình mang theo ấy cho nó tiện gõ, tiện type. Con chuột, một cái lót lót chuột với cả một quyển giáo trình thôi. Nói chung là mình cố gắng mang nhẹ nhất cho nó đỡ phải lỉnh kỉnh ấy. Ngoài ra thì cặp của mình nó còn có một cái ô ở bên cạnh này. Và một cái bình nước thì tí nữa mình sẽ ra mình lấy nước xong rồi mình cho vào đây. Mình đang phơi cái bình nó ngoài kia. Bây giờ thì cũng là 9 giờ 10 rồi, mình phải ăn sáng nhanh để chuẩn bị đi học thôi. Đây là hai trái trứng. Và nước chấm, à, súp. Mời mọi người ăn cùng mình nha. Sau khi đã ăn sáng và đánh răng xong thì bây giờ mình sẽ thay quần áo để chuẩn bị đi học nhá. Bởi vì bây giờ thì cũng đã là 9 giờ 25 rồi ý, và 9 giờ 50 thì mình vào lớp rồi. Ok, thì bây giờ mình đã chuẩn bị xong rồi. Đây sẽ là outfit đi học ngày hôm nay của mình. Một cái áo len bên trong với cả là một cái áo ghi lê bên ngoài thôi. Cái giọng của mình giờ này mình đang bị viêm họng ấy. Bây giờ thì cũng đã là 9 giờ 30 rồi. Bây giờ mình sẽ ra pha một cái ấm trà rồi mang đi học nhá. Bây giờ cũng sắp muộn học rồi ý, mọi người đi cùng mình nha. Nhưng mà nó ngon thật.